bên kia là Canada, bên này đất của Mỹ, Niagara Falls của Mỹ. Các nước nó đổ xuống Canada, nó Canada nó rủng hết. Bây giờ đang đi xuống gần tí nữa. Mấy cái building cao cao là đất của Canada. Tony anh Thông Thượng. Tony anh Thông Thượng. Anh Thông Tony. Anh Hồng đó rồi. Hello anh Hồng. Tôi quay hết mấy người luôn. Hùng vĩ ha. Bên kia kìa. Ồ, bên kia kìa. Nè bà xã ơi, mấy người quay qua đây nè, đây đang là thưởng thức waterfall nè. Ego man, ê Hiền ơi, em hiền. Đây là cái này anh Đảnh đâu có nhìn thấy đâu. Cái này anh Đảnh không thấy này. Cái này mình lơ mơ cái điện thoại rớt chứ là mất luôn á. Chìa khóa mà rớt cũng thua luôn á. Thấy không mấy người, thấy không? Thấy mình không? Đó là áo màu cam nè. Cái con thằng nhớ rớt rồi mà.
tại vì lúc đó mình hào vào rồi sau mình qua tại vì mình chỉ có đi được có cái khúc đó thôi. Còn đây giọng đây nữa nè, bên này nè. Rồi, 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 xong rồi, đúng rồi.